Rồi hôm nay cho Ba Vi chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có đi vườn hoa gì anh Thật? Vườn hoa Mỹ Tho. Này là anh Thật ảnh ở Mỹ Tho, tại mình cũng không biết nữa, mình mặc vườn nha mà ảnh dẫn lên đây cho mình đi quay clip nha các bạn. Lần đầu tiên mình mới ở đây, mình mới tới đây. Hôm nay mình đi cùng với Bảo rồi nha các bạn. Đó, Bảo với anh Thật sửa xe Honda anh dẫn mình lên. Đây là vườn hoa nè các bạn. Bằng gì chưa? Vườn hoa này mới luôn phải không anh Trần? Mới luôn, năm nay luôn. Mới vườn hoa này ở Mỹ Tho là mới năm nay, nó mới làm lần đầu tiên ở địa điểm này luôn nha các bạn. Đó, quá đẹp các bạn ơi. Nè, các bạn thấy đông người qua lại không? Quá đông. Đây là trái dưa hấu khổng lồ. Cái này làm bằng mót hay bằng gì ta? Đủ thứ hết. Rồi mời các bạn cùng đi, mình đi theo vòng vòng mình quay nha. Có chiếc ghe nữa các bạn. Có chiếc xài nữa. Quá đẹp. Giờ này ai nhắn tin nữa. Ăn ăn đi vậy. À, đúng rồi, cây này mà hơi bị lắc cổ. Chiếc rồi mẹ nó có độ đằng cái độ đằng hồi của nó. Đây có bắt gấu à. Quá đông luôn các bạn ơi. Còn bên đây là bánh tét bánh chưng rồi nha các bạn. Bánh tét bánh chưng là khổng lồ. Cũng có nhiều người chụp hình quay phim lắm nha các bạn. Cũng có nhiều người chụp hình đồ quay phim làm clip lắm chứ không phải gì riêng ba phim mình đâu nha các bạn. Chỗ nào cũng có bông có hoa hết á. Chắc các bạn còn nhớ cơ thủ pizza nha các bạn, cơ thủ pizza bên đội sửa xe nè. Thôi nữa trời ơi, thua bữa. Thua hả? Thua. Thì thua, thua. Thua. Quá đẹp các bạn ơi. Lần đầu tiên mà Ba Phi mới lên đây nha các bạn. Đây là nó trang trí cũng cực kỳ luôn. Xuân Kỷ Hợi 2019. Cây có quả đèn bà bán nha. Dạ. Cây có cái đèn. Đẹp không? Đó, mấy cái đó bảo đảm được các đường ống dừng trong phen của em ở đây chỉ biết mặt thôi. Không mà cũng chưa xác định được nữa. Để mình đem lại chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 nha các bạn.
Đó, các bạn thấy rõ không? Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Bạc của em quay. Ủa mà nguyên cái khu đất này là trước là nói vậy mà sao nó rộng dữ. Nhà cửa của người ta. Rồi, rồi giải tỏa. Nó giải tỏa nó vậy là nó làm cái này là cái khuôn viên luôn hả anh Đực? Ừ. Nhà nước lấy giải tỏa. Qua wow, cái đó là cái gì? Bên kia là chợ hoa. Cái đó là cái gì? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Nó giống như cái nón lá quá. À dưới cái đế giống cái nón lá. Mày heo luôn. Có heo nái bằng. À còn bên đây là làm giống như cái ổng đào mà cái đường cho để dành người đón tiếp người đi ra vô các bạn, giống như mấy cái nhà hàng đó nha các bạn. Quá đẹp. Đẹp lần đầu tiên mà Phi mới lên đây. Đó là cái nón lá quá. Trong cái nón lá là bằng tre không ha. Nó mấy nó bằng sắt sao nó treo lên mấy cái chậu thúng lên đó nó độc dữ ta, nó làm nguyên khung sắt cũng tiền không á. Nó mua mấy cái này cũng bộn tiền dữ à. Nó đầu tư cái này cũng bộn tiền dữ à. Mấy cái này hàng tỷ. Má cây nó làm xong mà nguyên cái sườn độc chứ. Quá đẹp. Nẹp mình để uống lại. Đó, nguyên cái dành bằng cái này giống như cái nón lá nha các bạn. Cái đế này giống như cái nón lá vậy. Quá hoành tráng các bạn ơi. Chỗ nào cũng đẹp hết á. Đây là có mấy trò nhà lá rồi các bạn. Có trò nhà lá để cho đi tham quan rồi dừng nơi giống như mà nơi dừng chân để nghỉ ngơi các bạn. Đây là cái nhà lá nè, giống như cái chòi ở dưới nhà mình không. Đây có ông Phước Lộc Thọ, cái này Phước Lộc Thọ nữa các bạn. Ông Thọ, chào ông Thọ coi. Chào. Ông Thọ chào các bạn nha các bạn. Đó, này có ông Thọ nữa. Thọ đẹp trai chứ bộ. Thọ có kể cho ông Thọ. Hả? Ông Thọ chào các bạn luôn. Ngày hôm nay mấy bạn gặp ông Thọ là năm mới các bạn đều làm ăn phát tài nha các bạn. Lần đầu tiên Ba Phi cũng mới gặp ông Thọ ngoài đời luôn á. Đó là thấy sữa ông Thọ mà. À, thấy sữa ông Thọ, bữa nay mới gặp ông Thọ đại trang như trong lon sữa luôn. Đây nè, cái này mới đúng của Ba Phi nè, đống rơm với cái lĩ tre làng nè, cây đa với nước máy định nè. Chiếc ghe nữa, mấy cây dừa đó kìa. À. Wow, mấy cảnh này. Ta phải dùng sụn lá. mấy cảnh này mà ra tới mà mấy cô anh chị ở nước ngoài mà xa quê chắc nhớ quê dữ lắm thôi. Để đâm lại cái cho các bạn coi rõ nha. Đó, các bạn thấy không? Có ghe, có mương, có ao, các bạn đi rằng thành thị nhưng mà nó giống như miệt vườn của mình nha các bạn. Có ghe, đồ xuồng, đồ ba lá đầy đủ nha các bạn. Còn kia là đống rơm mình đưa nướng đuôi cá lóc nha các bạn. Rơm mà để nướng đuôi cá lóc. Lĩ tre làng nữa. À, có lĩ tre làng nữa. Đi quay ở đây mà thành thị mà y chang như ở dưới quê mình luôn á các bạn.
Đó, có cây rơm, lĩ, tre làng, chồi lá, mấy cái lưu thạp để đựng nước mưa nha các bạn. Cái này nói chung là cái ý tưởng trang trí rất là độc đáo thiệt. Tuy rằng đơn giản nhưng mà nhìn hấp dẫn không các bạn. Mấy cây dừa này chắc nó cũng mới dựng hành đợt. Đặt dạng mấy cái dừa để dựng như mô hình giả cho nó phải, nó trồng sẵn rồi phải không? Có ông gì bự dưới à? Gì cũng bự dưới à? Chào cái coi. Đó. Đó là gì ta, kêu bạn con vậy. Ê. Đây là gặp anh Tật, gặp bạn của anh Tật rồi nha các bạn. Anh Tật gặp fan của ảnh rồi. Này là ý tưởng đăng ký là nói chung là thiệt, lần đầu là tiên Ba Phi mới thấy nha các bạn, quá đẹp luôn, không gì đẹp bằng luôn á. Cô giáo áo dài luôn. Đó, có bụi lĩ tre làng luôn các bạn. Gái xinh tươi luôn. Để mình di chuyển qua cái khu bên đây các bạn. Nói chung mỗi đi mấy bước chân là mấy cái chỗ đăng ký bông nó khác nhau các bạn. Đó. Không đủ cái bông các bạn. Nguyên cái chậu cúc gì luôn. Quá đẹp. Thì chứ không ngờ đẹp chứ, lần đầu tiên. Này nó cũng đâu phải tầm cỡ, nó đâu thua gì Sài Gòn đâu ta. Rộng lắm á. Đầu tư là quần khác. Cũng chào là bằng trang trí bằng tre đầu có mấy lồng chim các bạn, đẹp quá các bạn ơi. Oh,
Tết nhất mà nghe ca cổ, tự nhiên mở đầu tiên ca cổ thì chứ không hiểu luôn. Chở con đi cô. Chở đi sao cô gái được. Rồi có gì anh ba cắt. Anh ba cắt cái này anh ba bỏ. Mấy này là xử lý hết ráo à. Đâu đâu không được á. Này mà đi nay mình cũng chưa có cái cây chống rung, nếu mà nó hơi bị rung rung các bạn thông cảm nha. Tết này mình mới có cây chống rung nè các bạn. Má đúng rồi, cầm cây này quay mỗi tay tại nó cái độ rung nó không có tự động chuyển. Tại biết sao cầm cái này mình phải kìm cứng lại thì cứng, chứ mai mốt có cây chống rung là mình cầm là thoải mái, nó cỡ nào nó cũng không lắc hết á. Ngày trong trời đất vì xã tắc sơn hà sao thấy thấy được mà đầu ngồi xịn quá, không không có quay được cái chữ sự ghi lại hết. Một chàng biểu diễn văn nghệ luôn các bạn, đào ca tài tử cho các bạn. Đông người qua tấp nập quá các bạn ơi. Phải nói là lần đầu tiên Ba Phi mới trải nghiệm nha. Đông vui quá, cảnh nhiều đẹp nữa. Nói cho luôn hả chị? Này cái đó chị nói chứ không phải nói cho. Này là kêu bằng khách sạn 5 sao, 1000 sao vậy nè. Rồi giờ tới đây trên đường mình đi ra đi về nha các bạn. Nói chung mình đi tham quan vậy là cũng vui các bạn. Lần đầu tiên nha. Giờ mình đi ra mình lấy xe uống cà phê. Quá đẹp luôn các bạn ơi, thiệt. Ghé nguyên quay cho coi.
ông quay công viên mốt bữa nào 30 được. Này trái bưởi hay gì ta? Xem chút xíu bị lủng ở đây đây thôi. Rồi tới đây thân chào các bạn nha, hẹn các bạn gặp lại video sau các bạn.